Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là trường đại học đầu tiên của nước ta, mà còn như là một ngọn đuốc rực cháy, thắp sáng truyền thống hiếu học của người Việt. Đến nơi đây, bạn dường như tiếp được thêm động lực từ những bản vàng rực rỡ của cha ông, nạp vào nguồn năng lượng tràn đầy để vững tin trong hành trình nỗ lực học tập và khám phá tri thức nhân loại. Văn Miếu còn là bàn thờ di tích và trường đại học đầu tiên của nước ta. Văn Miếu không chỉ là nơi có di tích lịch sử văn hóa, mà còn nơi được rất nhiều sĩ tử, học trò tới đây để cầu may mắn trong việc thi cử, học hành. Văn Miếu Quốc Tử Giám ở đâu? Văn Miếu nằm ở quận Đống Đa, Hà Nội, ngay giữa bốn phố chính gồm Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Văn Miếu và Quốc Tử Giám. Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Đây là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công, Tứ Phó. Đến năm 1076 thì vua Lý Nhân Tông cho lập thêm cái Quốc Tử Giám bên cạnh trường đại học dành riêng cho con vua và các gia đình quý tộc. Khi mà đến thời Trần Thái Tông, Quốc Tử Giám được đổi thành Quốc Học Viện, thu nhận các con cái của các nhà thường dân có sức học xuất sắc. Sang thời Hậu Lê thì đời vua Lê Thánh Tông bắt đầu cho dựng bia của những người thi đậu tiến sĩ. Tới thời Nguyễn thì Quốc Tử Giám được lập ở Huế, Văn Miếu Thanh Long được sửa sang, chỉ còn là Văn Miếu của Trấn Bách Thành, sau này đổi thành Văn Miếu Hà Nội. Quần thể di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám thì hiện nay nằm ở trong cái khuôn viên rộng gần 55.000 m2, bao gồm nhiều công trình kiến trúc lớn nhỏ khác nhau. Bao bọc khuôn viên là những cái bức gạch vồ trải qua nhiều lần tu sửa. Thì quần thể di tích này bao gồm Hồ Văn, Văn Miếu Môn, Đại Trung Môn, Khuê Văn Cát, Giếng Thiên Quang, Bia Tiến Sĩ, Đại Thành Môn, Nhà Thái Học, Đại Trung Môn. Khuê Văn Cát và Giếng Thiên Quang nằm trong 5 khu. Mỗi khu vực đều có tường ngăn cách, các cổng qua lại với nhau. Khu thứ nhất là bắt đầu với cổng chính, Văn Miếu Môn, đi đến cổng Đại Trung Môn. Hai bên cửa nhỏ là thành Đức Môn và Đạt Tài Môn. Khu thứ hai, từ Đại Trung Môn vào đến Khuê Văn Cát. Thì Khuê Văn là công trình kiến trúc tuy không có đồ sộ, song tỷ lệ hài hòa, đẹp mắt. Kiến trúc gồm 4 trụ gạch vuông, bên dưới đỡ tầng gác phía trên, và có những kết cấu gỗ rất đẹp. Hồ nước Thiên Quang Tỉnh, nghĩa là cái giếng soi ánh mặt trời, cái hình vuông. Hai bên hồ là hai nhà bia tiến sĩ, mỗi tấm bia được làm bằng đá, khắc tên các vị thi đỗ Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp, tiến sĩ. Bia đặt trên lưng rùa đá, hiện có 82 bia của các khoa thi từ năm 1442 đến năm 1779. Đó là những cái di vật quý nhất của khu di tích. Văn Cát, Giếng Thiên Văn, bia tiến sĩ thì 82 các bia tiến sĩ. Hai bên hồ là cái khu ở bia này, các vị khách hầu như đến là rất ngưỡng mộ những cái tấm bia.
Khu thứ tư là trung tâm và kiến trúc của Văn Miếu, gồm hai công trình lớn bố cục song song nối tiếp nhau. Tòa nhà ngoài cùng là bái đường, tòa nhà bên trong là thượng cung. Đây là khu thờ Khổng Tử và Tứ Phối. Tứ Phối là Nhan Tử, Tăng Tử, Từ Tư và Mệnh Tử. Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Đó là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối. Đến năm 1076 thì vua Lý Nhân Tông cho lập thêm quốc tử giám bên cạnh trường đại học rành riêng cho những con của gia đình quý tộc. Đến thời Trần Thái Tông, quốc tử giám được đổi tên thành Quốc Học Viện và thu nhận cả con cái của nhà thường dân có sức học xuất sắc. Sang thời Hậu Lê, đời vua Lê Thánh Tông bắt đầu cho dựng bia của những người thi đỗ tiến sĩ. Tới thời Nguyễn thì quốc tử giám được lập ở Huế, Văn Miếu Thăng Long được sửa sang, chỉ còn là Văn Miếu của Trấn Thành, Bắc Trấn Thành. Sau đổi tên thành Văn Miếu Hà Nội.